Xin chào các bạn, chào mừng các bạn quay trở lại với Top Sao Hàn. Và ngày hôm nay, ngày đầu tiên của tháng 6, hãy cùng chúng mình điểm qua những tin tức tổng hợp thú vị có trong ngày nhé. Mới đây thì thành viên Suga của BTS đã cho phát hành bản mixtape thứ 2 trong sự nghiệp của mình. Tuy nhiên ngay sau đó, cư dân mạng đã phát hiện ra rằng Suga đã lấy một đoạn phát biểu của một tên sát nhân vào bài hát của mình. Và ngay lập tức thì anh chàng này đã nhận phải những chỉ trích nặng nề từ khán giả của nhà. Vào ngày 31 tháng 5 vừa qua thì Big Hit Entertainment đã phát hành tuyên bố xin lỗi đến công chúng khắp nơi trên thế giới về sản phẩm mới của Suga BTS. Được biết thì đoạn dạo đầu của các khúc What Do You Think đã bị tố sử dụng giọng nói trong phát biểu của tên sát nhân hàng loạt Jin Yoon từ năm 1977. Hắn ta là người dẫn đầu hội People Temple và đã kêu gọi những hội viên sống tại Guyana thực hiện cuộc cách mạng tự tử bằng cách uống thuốc độc. Kết quả là 918 người đã thiệt mạng, trong đó có 1/3 là trẻ em. Đại diện của Big Hit Entertainment thừa nhận lỗi sai khi kiến thức về xã hội của họ còn hạn hẹp, không nhận thức được vấn đề. Họ muốn gửi lời xin lỗi đến những người cảm thấy không thoải mái hoặc bị tổn thương bởi điều này. Ngoài ra thì Suga cũng cảm thấy xấu hổ và chịu trách nhiệm lớn cho một vấn đề phát sinh trong một lĩnh vực mà cậu ấy không lưu ý đến. Dẫu vậy thì lời giải thích của Big Hit vẫn gây ra tranh cãi và càng khiến công chúng Hàn Quốc trở nên phẫn nộ. Bởi lẽ Big Hit nói rằng một nhà sản xuất khác đã tham gia vào việc sản xuất và Suga không hay biết nguồn gốc đoạn âm thanh đó. Trong khi thì trước đó Suga đã tự hào nói rằng mình tự sản xuất cho các sản phẩm lần này. Ngoài ra giọng nói của Jin Yoon cũng đã được đưa vào phim tài liệu của BTS từ một năm trước. Vấn đề thứ hai là cư dân mạng đã chỉ trích ra rằng các thành viên của BTS chưa bao giờ đứng ra nhận lỗi, lên tiếng xin lỗi mọi người sau khi gây ra tranh cãi mà chỉ biết trốn phía sau Big Hit. Sau đây là phản ứng của cư dân mạng Hàn Quốc. Cuối cùng, tin này cũng xuất hiện trên các phương tiện truyền thông. Giờ đây nó thực sự là một vấn đề lớn. Suga đã thiếu suy nghĩ để bao gồm cả chuyện này. Đừng như ai kia trốn đằng sau lưng công ty quản lý của mình. Hãy tiến về phía trước, thừa nhận sai lầm của anh và xin lỗi mọi người. Nhưng mấy bạn có thể nói từ NetPen, bất cứ ai dám chỉ trích BTS sẽ bị bịt miệng và đánh đập. Ego, lần này anh ấy đã đi quá xa rồi. Tại sao người Hàn Quốc che chắn cho Suga khi mà người da đen nói điều này khiến họ khó chịu? Không chỉ vụ này đâu, Suga còn nói một điều gây tranh cãi khác, đó là tuyên bố rằng mình có thể hoàn thành bản mixtape này nhờ Covid-19 và nhờ Covid-19 một may mắn đã đến với tôi. Tôi đã xem bộ phim tài liệu về vụ này và nó thực sự là một sự cố khá kinh hoàng. Nếu Suga làm sáng tỏ, tôi hy vọng đó là điều mà mọi người đều có thể hiểu. Tất cả những gì Suga cần làm là giải trình lý do tại sao anh ấy chèn giọng nói của Jin Yoon vào bài hát. Anh ấy cũng cần phải làm rõ lý do tại sao được chấp thuận. Lịch sử có thể rất đau đớn đối với người khác và tôi chắc chắn rằng người Hàn Quốc cũng biết như vậy, vì thế chúng ta cần phải phản hồi nhanh chóng về việc này. Giống như cách người Hàn Quốc nhạy cảm với các vấn đề Hàn Nhật, chúng ta cũng cần phải nhạy cảm với các vấn đề của các dân tộc khác. Tôi không thấy BTS tồn tại lâu hơn nữa nếu những tranh cãi như thế này tiếp tục nổ ra. Sau khi hành động như một nghệ sĩ, Suga rất khác biệt. Tôi nghĩ rằng Suga đang mắc phải một trường hợp nghiêm trọng của bệnh ngôi sao, ai đó nên nói điều gì đó với anh ấy. Còn đối với bạn thì bạn có suy nghĩ như thế nào về sự việc trên đây và đừng quên để lại bình luận bên dưới nhé. Chúng mình là Top Sao Hàn và bạn đừng quên like, share cũng như subscribe để cập nhật những tin tức mới nhất có trong ngày nhé. Xin chào và hẹn gặp lại trong những bản tin tiếp theo.